Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV Nỡ đau rồi cũng phải trả thôi nhà anh em ơi Hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video để chia sẻ cho anh em về cách xây dựng cho môn phái tiêu giao thức tỉnh Video này mình cũng sẽ áp dụng luôn cho cả tiêu giao du hồng nha anh em ạ à. Rồi bây giờ thì có lẽ là mình sẽ đi vào cái nội dung chính của video hôm nay Đầu tiên là mình sẽ đánh giá về cái con tiêu giao này trước nó sẽ có rất nhiều những cái ưu điểm. Thứ nhất là sát thương rất cao. Cái này anh em có thể chứng minh được rồi thông qua cái hoạt động minh Võ Lâm Khống chế cực kỳ tốt anh em ạ. À. Chúng ta có những cái khống chế như là tàn phế, đánh bay. Hồi phục cực kỳ nhanh. Cái này thì anh em phải lên tới cấp 111, 110 á thì chúng ta mới có cái tuyệt học nó hỗ trợ hồi máu rất lẹ cho một phái tiêu giao. Né tránh thì cực kỳ cao rồi. Cái này sẽ nằm trong cái chiều 7x của tiêu giao ha. Giúp tiêu dao né tránh cực kỳ tốt. Rồi, tiêu dao là một môn phái rất cơ động và linh hoạt nha anh em ơi, cực kỳ cơ động linh hoạt luôn. Về nhược điểm thì phải nói là mình chưa thể tìm ra được bất kỳ một cái nhược điểm nào của con tiêu dao. Có lẽ cái nhược điểm duy nhất của nó là quá mạnh anh em ơi. Bởi vì anh em thấy là một môn phái vừa có khả năng solo cận chiến, vừa có khả năng solo quần chiến nhỏ mà lại có khả năng đánh những cái hoạt động quần chiến lớn từ cả tống kim công thành chiến rất là tuyệt vời, cơ động cực kỳ. Và phải nói là tiêu dao là môn phái cực kỳ hot ở phiên bản hiện tại. Bây giờ thì mình sẽ đi vào các nội dung xây dựng của môn phái tiêu dao thức tỉnh. Chúng ta sẽ có tổng cộng đó là rất nhiều nội dung ở đây và mình sẽ chia làm hai video nha. Ở à, video đầu tiên là mình sẽ nói về cái phần 1 này, những cái nội dung trong phần 1 đó là tẩy luyện trang bị, khảm đá hồn, cường hóa trang bị, chân nguyên, đồng hành, bí kíp, tăng kỹ năng và cuối cùng đó là cách combo của một phái tiêu dao Về cái phần 2 thì mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề đó là tuyệt học, môn khách, trận pháp, nguyên ấn phi phong, kinh mạch, tổ bồn, trang bị ngựa, đá ngũ hành rồi tăng sao như thế nào và cái thời điểm nào thì chúng ta chơi được cái mục tiêu giao thức tỉnh này. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào phần đầu tiên đó chính là tẩy luyện trang bị. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ sơ về cái file này. Thì tẩy luyện trang bị thì ở đây mình ghi tới 7 dòng. Những anh em nào mà chơi được trang bị bạch kim thì chúng ta sẽ quan tâm đến dòng thứ bảy nha. Còn những anh em nào mà không chơi được trang bị bạch kim, chỉ là trang bị hoàng kim hoặc trang bị hiếm thôi. Thì chúng ta sẽ ưu tiên 6 dòng đầu này. Dòng số 7 chúng ta không quan tâm. Ở nón thì mình sẽ ưu tiên đó là dòng linh hoạt nè, thể chất nhanh nhẹn, tỷ lệ kháng bạo kích, sinh lực cơ bản, hồi phục sinh lực. Dòng số 7 thì mình sẽ bỏ dòng né tránh vào hoặc là dòng sinh lực điểm vào cũng được nha anh em. Ở hồ uyển thì chúng ta có thể chơi đó là sức mạnh, thể chất nhanh nhẹn, tỷ lệ kháng bạo kích, miễn sát thương bạo kích, né tránh và dòng số 7 đó chính là cái dòng sinh lực. Ở đây thì mình sẽ có dòng linh hoạt nè, nhanh nhẹn thể chất, sinh lực cơ bản, tỷ lệ kháng bạo kích, miễn sát thương bạo kích và dòng cuối cùng đó là dòng sinh lực. Và ở đây anh em lưu ý giúp mình một vấn đề đó là mình phải chơi đúng những cái dòng mình đã liệt kê ra nha. Ví dụ như anh em ở trên cái nón chúng ta có một cái dòng đó là tỷ lệ kháng tàn phế hoặc một cái dòng kháng mộc phẩm chất màu cam. Anh em tiếc với phẩm chất màu cam anh em cho vào thì như vậy nó sẽ rất là dở. Mặc dù chúng ta được tăng lực chiến, đồ chúng ta lên là đồ hiếm rất đẹp nhưng mà cái chỉ số thuộc tính nó cộng vào nó sẽ không hỗ trợ cho nhân vật anh em một cách tối đa nha. Rất là dở nha anh em ơi, đừng có chơi theo kiểu đó. Và anh em có thể chụp hình lại cái màn hình này để chúng ta làm tài liệu tham khảo nha Hoặc là anh em có thể tải cái file này về Mình sẽ để cái link tải trong cái phần mô tả của cái video này Để anh em có thể tải về chúng ta tiện tham khảo cho sau này Rồi bây giờ mình sẽ qua những cái món tẩy luyện tiếp theo đó Chính là dây chuyền Thì chúng ta sẽ có những cái dòng như là sức mạnh, nhanh nhẹn, sát thương, bạo kích, phản đòn, cận chiến Tỷ lệ bạo kích, bỏ qua né tránh Cái dòng số 7 thì mình sẽ chơi dòng sinh lực hoặc là né tránh ở nhẫn thì chúng ta sẽ có dòng sức mạnh, linh hoạt, tỷ lệ bộc kích, phản đòn cận chiến, bộ né tránh, dòng số 6 là né tránh và dòng số 7 đó là sinh lực. Ở ngọc bội chúng ta sẽ có linh hoạt thể chất, phản đòn tầm xa, sát thương bộc kích, tỷ lệ kháng bạo, bỏ qua né tránh, dòng số 7 thì mình sẽ chơi cái dòng đó là sinh lực hoặc là hồi phục sinh lực. Phù thì mình sẽ có thể chất nhanh nhẹn, hiệu suất phục hồi, sát thương bộc kích, bỏ bộ qua né tránh, phản đòn tầm xa, dòng số 7 thì chúng ta sẽ chơi cái dòng sinh lực hoặc là hồi phục sinh lực. Và hai món cuối cùng đó chính là áo và vũ khí. Với áo thì chúng ta sẽ có dòng nhanh nhẹn thể chất tỷ lệ kháng bạo kích. Miễn sát thương bạo kích tỷ lệ kháng thuộc tính hồi phục sinh lực. Dòng số 7 mình sẽ chơi dòng sinh lực nha. Ở đây mình không có chơi cái dòng kháng tất cả. Hoặc là anh em không muốn chơi hồi phục sinh lực, anh em cũng có thể chơi cái dòng kháng kim cũng được. Với điều kiện những cái cấp về sau này, những cái cấp cao anh em có thể chơi kháng kim vào. Tại vì hệ kim bây giờ nó khắc tiêu giao khá nhiều và cũng có nhiều người chơi các con phá hệ kim. Ở vũ khí thì mình sẽ có dòng hút sinh lực, sức mạnh, linh hoạt, sát thương thuộc tính, tỷ lệ thuộc tính, rồi tỷ lệ bầu kích. Ở đây mình mở ngoặc khi tấn công có nghĩa là khi nào mà anh em lên đến cấp khoảng 150, trở về cấp tông sư thì chúng ta bỏ cái dòng tỷ lệ bạo kích này, à, chúng ta thay bằng cái dòng tấn công nha, lúc này thì mình không cần dòng tỷ lệ kích nữa. Và với những anh em nào mà chơi được trang bị bạch kim chúng ta sẽ thêm cái dòng số 7 đó là bỏ qua kháng tất cả. Bây giờ mình sẽ qua cái nội dung thứ hai đó chính là về khảm đá hồn. Đối với khảm đá hồn thì anh em hãy chú ý ưu tiên các cái mốc khảm để mình kích hoạt thuộc tính bộ trước nha. Ví dụ như anh em chơi ở các server mới á, chúng ta chưa có được những cái viên đá hồn xịn á, thì anh em có thể xài bất cứ loại đá gì cũng được để chúng ta kích hoạt được các cái bộ khảm theo yêu cầu. Ví dụ như cái bộ khảm đầu tiên yêu cầu anh em 30 viên đá hồn level 2. Đó thì anh em cứ việc kiếm đủ 30 viên đá hồn level 2 chúng ta kích hoạt cái này để chúng ta tăng lực chiến tăng thuộc tính. Rồi đối với những cái mốc khảm khác thì chúng ta có thể xem trên cái nhân vật của mình. Về cái vấn đề xem cái mốc khảm này nằm ở đâu thì anh em có thể vào trong cái nhân vật của chúng ta. Nó sẽ nằm trong cái phần hành trang. Anh em sẽ kích vào hành trang ha. À, chúng ta qua bên này chúng ta thấy là khảm đá ở đây kích vào thì anh em sẽ thấy là cái yêu cầu khảm bên này Ví dụ nhân vật của mình là nó sẽ yêu cầu khảm 60 viên đá hồn level 7 và hiện tại mình đã được 52 viên rồi nha anh em ơi. Đó là như vậy. Bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết vào từng món trang bị sẽ khảm những cái viên đá nào nha anh em. Và nó là ngày xưa lúc mình chơi thì đá rất nhiều và để chọn những viên đá rất là khó. Ở đây mình liệt kê rất là chi tiết cho anh em rồi ha. Anh em để ý cái cột đầu tiên này á là dành cho những trang bị chúng ta khảm được 4 lỗ. Cái này là nâng cấp lên nha anh em ơi. Rồi 5 lỗ, 6 lỗ, 7 lỗ và những cái đá nâng cấp thì đầu tiên cái cái cột đầu tiên liệt kê cho anh em là dành cho những anh em nào mà chúng ta mới chơi chúng ta còn bỡ ngỡ ví dụ mình nói đầu tiên nó bốn lỗ mà khảm những cái viên màu hồng này thì anh em lại không biết viên màu hồng này có từ đâu hoặc là chưa có màu hồng thì lấy cái gì đắp vào thì anh em cứ việc lấy những cái viên đá hồn vào sơ màu lam sơ này chúng ta gắn vào còn nếu không có màu lam sơ này thì chơi đá gì cũng được đá level 2 màu xanh lá hoặc đá màu trắng cũng được sau này anh em cứ việc bổ sung lại đúng những cái viên này cho mình rồi sau đó chúng ta nâng cấp lên à, những cái viên đá màu hồng đối với những trang bị khảm được 5 lỗ khảm thì mình sẽ bổ sung thêm viên gì đây anh em thấy ở đây chúng mình sẽ có một cái viên hoàng nhang tương nè ha à, phương miễn phương miễn là hai viên đây là đo mộc duệ tiếp tục cái viên số 5 mình sẽ bổ sung đó là viên độc cô kiếm ở bên này thì vẫn giữ nguyên như vậy và mình sẽ bổ sung thêm đó là viên tầng thủy hoàng anh em thấy không rồi bên bảy lỗ khảm thì nó sẽ có thay đổi một chút xíu nha hoàng nhăn tương vẫn giữ lại nè ha mình sẽ thêm vào cái viên này À, viên này à, tự nhiên cái quên tên đây nè rồi vương vân tiêu đông mộc vệ và bổ sung thêm một cái viên ở đây nữa đó chính là cái viên tuyền cơ tử ở đây cái này là dọn tiêu vũ nha anh em ơi nhiều lúc tự nhiên quên ngang xương và đối với những cái loại đá nâng cấp á, thì chúng ta bắt đầu nâng cấp theo thứ tự như sau ví dụ như anh em có được cái viên hộ động vệ sĩ này thì chúng ta sẽ thay cho hoàng nhận tương nha đó đây là cái viên tinh hồn thì mình sẽ thay cho viên vương vân tiêu đây là viên bàn đức thì mình sẽ thay cho đô mục duệ đó thứ tự thay thì theo hàng ngang nha anh em ạ theo hàng ngang đó anh em sẽ hiểu được cái file này rất là đơn giản rồi viên mạnh thường lam chúng ta sẽ thay cho tuyền cử tử và cuối cùng đây là cái viên bản trần cái viên này là viên đá hồn thứ 8 nha viên này đá hồn thứ 8 dành cho những anh em nào mà chơi trang bị chúng ta đục thêm một lỗ để khảm được 8 viên á thì mình mới chơi viên này nói chung là cái dòng thứ 8 này á, là dành cho những trang bị được đục lỗ khảm nha anh em ơi chuẩn bị nha như vậy anh em có thể hiểu được cái file của này của mình đúng không mình sẽ những cái những cái trang bị khác thì mình sẽ đi lướt qua rất nhanh do đó quan trọng là anh em cần phải hiểu được cái cấu trúc của cái file này thì anh em sẽ rất là dễ tiếp tục qua đá hồn của dây chuyền đó thì ở đây mình sẽ tập trung về các viên đá ở đầu trận ở đầu game á thì những viên đá để tăng thêm cái vỏ quay né tránh cho anh em nè ha rồi tăng thêm tỷ lệ bầu kích rồi sau này chúng ta sẽ có những viên đá khác để chúng ta bổ sung thêm ví dụ như là diệp thanh dương rồi đây có đá Huyền Thiên võ cơ đó anh em ạ. À. Rồi tương tự lên bảy lỗ khảm thì mình sẽ bổ sung thêm đường hiệu ở đây và những cái đá nâng cấp sau này thì anh em thấy không? Toàn đá vàng không? Họ di chuyển đá vàng rất nhiều. Đó, anh em cứ theo thứ tự này chúng ta tìm kiếm đá hồn chúng ta nâng cấp lên. Và cái viên vị trí lỗ khảm thứ 8 này thì đây là cái viên Vũ Khúc tinh hồn. Viên này là anh em phải sử dụng cái gối nạp 2 triệu mới được một viên như thế này. Do đó mình sẽ đưa nó xuống vị trí cuối cùng nếu mà anh em có được viên này chúng ta cho vào còn nếu mà trường hợp anh em chưa có đục cái lỗ khảm thứ bảy mà chúng ta có được viên này thì chúng ta thay viên nào ạ à? anh em có thể thay cho cái viên trên này đó mình thay cho viên này nha anh em ơi rồi bây giờ mình sẽ qua tiếp cái trang bị tiếp theo đó chính là hộ quyển hộ quyển thì mình sẽ tập trung chủ yếu những cái viên tăng linh hoạt ở đầu trận cho anh em và những cái viên uh, dương hy liệt để tăng thêm cái thời gian thuộc tính đó thấy rất là nhiều dương hy liệt và đường tiêu đường tiêu thì tăng cho anh em chỉ số linh hoạt và sinh lực nha sinh lực lấy thêm một miếng sinh lực ở đầu trận ở đầu game về sau thì mình sẽ bổ sung thêm các chỉ số những cái viên đá tăng linh hoạt nữa ví dụ như là lý quảng ở đây rồi chúng ta sẽ có ngu dọn văn để tăng tấn công cơ bản cho anh em sau này sẽ có thêm viên hà linh phiêu nữa anh em ạ rồi đá nâng cấp thì anh em thấy là nâng cấp theo thứ tự nhưng anh em ơi, nâng cấp theo từ từ bên tay hàng ngang ví dụ như đây là huyền vi tử nâng cấp lên ngô dũng văn cũng nâng cấp đây là biên bản quan bản nhân gì mình quên tên rồi thì sẽ thay cho viên dương hi liệt ở vị trí này đây là cái viên uh, tăng linh hoạt sẽ thay cho viên dương hi liệt luôn đây là dương tận thầm thì bắt buộc phải thay cho cái viên lý thiên mục này rồi đây là cái viên bản bản tham thì sẽ thay cho viên lý quản đó thứ tự thay như thế này rồi sau này chúng ta sẽ có cái viên đây là viên tống viễn kiều Ví dụ như sau này anh em có được cái viên tinh hồn cự môn Thì chúng ta sẽ thay cho viên tống viễn kiều nha Cái này thì mình chưa có hình ảnh nên mình chưa có ở đây cho anh em Tiếp tục đến với nhẫn Nhẫn thì anh em thấy những cái viên đá thay thế sau này rất nhiều đa số Và những cái viên đá tăng về linh hoạt và sức mạnh Và ở đây anh em cần chú ý về cái thứ tự thay thế rất là quan trọng anh em ơi Ví dụ như viên lữ mông sẽ thay cho cái viên đó là nam cung phi đây là viên hoàng nhang uh, tông hàng hay là hoa lê gì đó hai, hai viên này một viên tông hàng một viên hoa lê thì một viên sẽ thay cho mạnh tri thu một viên sẽ thay cho dương tái hưng đó và cái viên vị trí thứ 8 này thì đây là cái viên uh, tự nhiên quên tên cái viên này luôn rồi anh em ạ nó chính là cái viên đá hồn vân Hạo nhiên nha vị trí thứ 8 tại vì ở phần nhẫn này có rất nhiều đá để anh em lựa chọn do đó cái viên này thì mình sẽ để nó ở cuối cùng khi nào chúng ta lên được trang bị 8 lỗ khảm chúng ta mới vào tiếp tục đến với cái áo áo thì đây liệt kê sẵn cho anh em hết rồi nói chung là mình sẽ đi lướt những cái file này anh em có thể chụp hình lại chúng ta tham khảo ha à, chủ yếu chúng ta hiểu được một cái file vài file đầu được rồi đá hồn ngọc bội ngọc bội thì cũng không có gì chú ý đặc biệt cả tiếp tục đến với đai đai thì chúng ta cũng không có gì chú ý có cái phù thì mình sẽ chú ý cho anh em ở đây ở phù thì mà chúng ta sẽ có cái chuối là mình sẽ vẫn giữ lại hai cái viên đá hồn tăng một cái phản động cận chiến và một cái phản động tầm xa nha anh em ơi và ở đây mình để viên đá diệp linh nhi này ở bên cạnh cái viên này cái viên này thì anh em có thể linh động chúng ta thay thế cho một trong hai viên này ví dụ như trong server chúng ta mà nhiều những môn phái cận chiến thì chúng ta sẽ giữ lại cái viên băng lân tích hoàng còn nếu như trong server chúng ta mà nhiều môn phái tầm xa thì chúng ta sẽ giữ lại cái viên à, cuồng tâm ngang hoàng này và chúng ta thay di binh nhi vào đây hoặc là vào đây tùy theo tính chất của từng server anh em và cái viên số 8 thì mình sẽ dùng cái viên đó là trương tùng khê ở đây rồi phù rồi món cuối cùng đó chính là đôi dài và vũ khí nó còn hai món nữa anh em ạ à. đây chính là đôi dài ở đôi dài thì anh em thấy mình tập trung rất nhiều những cái viên đá tăng về các chỉ số nhanh nhẹn ví dụ như là nguyệt mi nhi rồi thiên tinh đạo trưởng ở đây à huyện thiên đạo nhân anh em ạ à, huyện À, cái viên này gọi là cái viên a à, à, nhầm đạo nhất chân nhân nha anh em ơi đạo nhất chân nhân cũng là viên đá tăng nhanh nhẹn và sau này thì mình sẽ có những cái viên đá thay thế à, tương tự vào anh em ơi ở đây thì cái viên thiên phủ tinh hồn này á, là cái viên tinh hồn sẽ xuất hiện trong cái hoạt động đó là tương phản chiến thì ở cái bản cập nhật tiếp theo ra mắt môn phái hồi mộng nó sẽ ra mắt cái viên tinh hồn này cho anh em và nếu có thì chúng ta sẽ thay thế cho vị trí của nguyệt mi nhi ở đây và anh em thấy là ở vị mặc dù lên tới 7 lỗ khảm rồi nhưng mình vẫn chơi những viên đá phẩm chất màu tím level 4 nha anh em ơi những viên này rất quan trọng ví dụ chúng ta hai viên là chúng ta được tới 112 điểm 102 112 điểm nhanh nhẹn rồi một chỉ số rất là nhiều cho anh em và cuối cùng là những cái viên đá hồn trên vũ khí thì mình sẽ tập trung về những cái viên đá tăng về các chỉ số sức mạnh cho anh em ở đây dương anh thì chắc chắn là phải có rồi viên này rất lợi hại nha anh em ơi chỉ là sức mạnh ở đây thì mình vẫn dùng chiếc biệt nếu mà anh em không muốn xài chiếc biệt á, thì chúng ta chơi luôn viên thiệu hồng viên này thay thế cho chiếc biệt cũng được nha tại vì chiếc biệt nó hiệu quả cũng không quá cao đâu và sau này anh em cũng phải thay thế thôi rồi các đá nâng cấp thì chúng ta thấy là thứ tự nâng cấp mình đã cũng đã liệt kê cho anh em hết rồi theo hàng ngang nha anh em ạ à. đó hàng ngang thứ tự nâng cấp thì sau này anh em chỉ việc căn cứ theo cái này chúng ta nâng cấp đá lên đó là về đá hồn Nói chung đá hồn là những cái viên đá nó sẽ cộng cho anh em rất nhiều những chỉ số quan trọng cho nhân vật của mình. Và khi chúng ta chơi một nhân vật, đầu tư nhân vật thì anh em hãy tập trung vào để chúng ta nâng đá hồn lên. Và nếu anh em chơi đúng đá hồn thì cái ạc của mình nó sẽ cực kỳ khỏe. Về cái mục số 3 mình sẽ nói về cái vấn đề cường hóa cho nhân vật của chúng ta. Cường hóa trang bị. Và ở cường hóa thì cường hóa nó là một cái tính năng nó sẽ giúp tăng cho chúng ta lực chiến rất là nhanh nha anh em ạ. À. Và cái cường hóa thì cái tác dụng chính của nó là sẽ tăng cho anh em về cái sức chống chịu nó về tăng sinh lực, tăng kháng, tăng sức chống chịu thôi chỉ có một cái vũ khí là tăng cho anh em về chỉ số công còn lại những chỉ số còn lại là đều tăng cho anh em các chỉ số phòng thủ hết anh em cần chú ý các cái mốc cường hóa đây mình đã liệt kê chúng ta rất nhiều những mốc cường hóa cái mốc cường hóa này nghĩa là sao anh em ạ có nghĩa là chúng ta đầu tiên chúng ta cần cường hóa 10 món trang bị của mình lên đến cấp 60, cấp cường hóa 60 trước sau đó mình sẽ chọn ra 5 món trang bị để mình cường hóa thẳng lên đến cấp 75 luôn nha. Thay vì anh em sẽ cường hóa lên tới cấp 65, rồi 70, 75. Thì không, chúng ta sẽ chọn 5 món chúng ta cường hóa thẳng lên đến cấp 75 nha anh em ơi. Sau đó vẫn tiếp tục 5 món này anh em cường hóa lên đến cấp 80. Đó, khi nào nó không cho cường hóa nữa thì anh em sẽ quay lại những cái món mà chúng ta cứ chưa cường hóa lên 75. Chúng ta cường hóa những món đó thì anh em sẽ được nhảy tới 3 bậc, 4 bậc cường hóa. Nó sẽ tăng chúng ta thuộc tính nhiều hơn và có lợi hơn cho nhân vật của mình. Ví dụ như hiện tại nhân vật này của mình, anh em có thể thấy. Chúng ta thấy là gì? Hiện tại nhân vật này mình có những cái món đã lên đến 180 rồi. Một món này ha, hai món, ba món, rồi bốn món. Mình chỉ cần thêm một món lên cấp 180 nữa là mình sẽ được nhảy bậc cường hóa. Và sau đó mình sẽ quay lại những cái món mình chưa lên 180 thì mình sẽ tiếp tục cường hóa. Ví dụ như anh em thấy là cái nhân vật này của mình à, có những trang bị nó lên tới cấp cường hóa rất cao nhưng mà có những trang bị nó ở cấp trường hóa thấp ví dụ cái nón chúng ta thấy là cường hóa cộng 180 đây nhưng mà riêng đối với cái dây chuyền thì chỉ có 150 này mà thấy không 5 món mỗi điều 150 hết và 5 món điều 180 hết đó là cái cách cường hóa để chúng ta nhảy bật cường hóa và đây là những cái bậc cường hóa thì mình đã liệt kê sẵn cho anh em cứ căn cứ theo cái này chúng ta cường hóa thì nó sẽ có lợi hơn tiết kiệm thủy tinh hơn nhưng mà hiệu quả mang lại cao hơn rất nhiều anh em ạ rồi cái phần số 4 là mình sẽ nói về chân nguyên à, Vấn đề chân nguyên của môn phái tiêu giao thì nó rất là đơn giản rồi Tiêu giao thức tỉnh nó sẽ thích hợp với cái chân nguyên đó là nghịch thủy hành châu nha Và nếu như anh em không có được cái chân nguyên này Thì chúng ta xài tạm một cái chân nguyên nào cũng được Nhưng mà cái hiệu quả thì chắc chắn nó sẽ không bằng cái nghịch thủy hành châu Nghịch thủy hành châu nó sẽ giúp cho mình tham gia vào các hoạt động quần chiến rất tốt anh em ơi nó sẽ giúp hóa giải các trạng thái khống chế Mình sẽ ra vào gia tranh dễ dàng hơn về các cái dòng tỷ luyện trên cái chân nguyên này á, thì mình liệt kê cho anh em những cái trường hợp như sau đầu tiên những anh em chơi chân nguyên 6 dòng thì mình sẽ ưu tiên các dòng đó là sức mạnh linh hoạt né tránh cơ bản bỏ qua né tránh cơ bản tỷ lệ bảo kích cơ bản và dòng cuối cùng đó là dòng nhanh nhẹn anh em nào chơi chân nguyên 7 dòng thì mình sẽ chơi dòng sức mạnh ha linh hoạt né tránh cơ bản bỏ né tránh cơ bản tỷ lệ bảo kích cơ bản nhanh nhẹn và dòng số 7 bổ sung đó là dòng bỏ qua tỷ lệ bảo kích cơ bản Tiếp tục đến với chân nguyên 8 dòng và điều kiện là dưới cấp 170 thì mình sẽ chơi 8 dòng như sau, đó là sức mạnh linh hoạt né tránh cơ bản, bỏ né tránh cơ bản, tỷ lệ kích cơ bản, nhanh nhẹn và dòng số 7 là thể chất. À, còn một dòng nữa nha anh em ơi, tự nhiên đây nó lại thiếu một dòng thể chất và một cái dòng nữa là bỏ qua tỷ lệ bạo kích cơ bản là dòng số 8 nha. Mình thiếu chỗ này để mình bổ sung lại cho anh em. Rồi, đó, như vậy là chúng ta được 8 dòng. Và đối với chân nguyên 8 dòng từ cấp 1 170. Cấp 170 trở về sau anh em ạ, à. này tự nhiên nó che mất tiêu rồi, từ cấp 170 đến cấp tông sư thì anh em sẽ căn cứ theo cái chân nguyên 8 dòng này và chúng ta bỏ đi cái dòng linh hoạt, chúng ta thay thế bằng cái dòng bỏ qua kháng tất cả cơ bản. Như vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 dòng như sau: sức mạnh nhanh nhẹn thể chất, né tránh cơ bản, bỏ qua né tránh cơ bản, tỷ lệ vượt kích cơ bản, bỏ qua tỷ lệ kích cơ bản và cuối cùng đó là bỏ qua kháng tất cả cơ bản. Đó là cái cách chơi chân nguyên của mình cũng như các dòng tẩy luyện trong chân nguyên. Và cái nội dung tiếp theo đó là nói về đồng hành. Ở đây mình liệt kê cho anh em uh, các loại đồng hành luôn. Ví dụ chúng ta chơi đồng hành 1S thì mình sẽ chơi bốn con như sau. Đầu tiên là con Phương Miễn, con thứ hai là con Yên Nhật Tiết, con thứ ba là con Triết Biệt và con thứ tư là con Nạp Lan Tiềm Lẫm. Và nếu như anh em không muốn chơi nạp lam tiền lẫm anh em muốn có thêm cái độ trâu nhân vật của mình đó, thì chúng ta bỏ con nạp lam tiền lẫm này đi. Chúng ta thay bằng con nam công việc nha. Mình để con nam công việc ở dưới con nạp lam có nghĩa là con đồng hành thay thế nha anh em ơi. Nếu mình không muốn chơi nạp lam thì mình có thể chơi con nam công việc. Cái cách chơi nạp lam tiền lẫm thì nó sẽ giúp cho nhân vật mình có lượng đam cao hơn, sốc đam mạnh hơn. Nhưng mà phòng thủ sẽ yếu hơn. Nhưng mà nếu anh em chơi con nam công việc thì chúng ta không quá sốc đam như cái cách chơi trên này. Nhưng mà chúng ta sẽ có cái độ trâu nhất định. Còn nếu như những anh em nào chơi sờ mới chúng ta tìm không được con phương miễn á thì mình sẽ chỉ thêm cho anh em là chúng ta chỉ cần tìm được những cái con đồng hành nào có cái chiêu hộ chủ giống con phương miễn nha. Anh em kích vào đồng hành chúng ta sẽ vào cái mục đó là đồ giám ở đây. Chúng ta tìm đến con phương miễn ở đây và anh em xem giúp mình cái kỹ năng hộ chủ nè. Đây có ghi chữ hộ chủ ha. Và cái tên của nó là gì? Bất động như sân trận. Thì chúng ta tìm con đồng hành nào có cái kỹ năng giống như vậy. Thì ở con mộc S sẽ có những con giống ví dụ ngao bái cũng giống đây. Ngao bái sẽ có kỹ năng này. Dương Anh cũng có kỹ năng này em ạ. Đâu rồi con Dương Anh đây. Đó thì mình giới thiệu như vậy để một số anh em nào mới chơi chúng ta chưa rõ được vấn đề này cố gắng tìm con phương miễn mà tìm hoài không ra. Trong khi chúng ta có con ngao bái mà không gắn vô xài đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ nói về đồng hành 2S. 2S thì nó cũng sẽ tương tự như một s thôi. Nó nâng cấp lên thôi em ạ. Ví dụ như dùng độc câu kiếm thay cho phương miễn, kinh kha thay cho yên nhật tuyết nè. Đường giảng thay cho triết biệt và triệu vân thì thay cho nạp na lan tìm lẫm anh em không muốn chơi triệu vân thì chúng ta kiếm con dương ảnh phong chúng ta gắn vào nha anh em rồi dưới này là cái thứ tự chúng ta nâng cấp đồng hành khi mà anh em nâng cấp từ đồng hành 2s lên đồng hành 3s đầu tiên là ví dụ như mình có con tần thủy hoàng thì mình sẽ thay thế cho con đường giản nha rồi tiếp tục mình có con hạng vũ thì mình sẽ thay thế cho con độc cô kiếm đó kinh kha vẫn giữ lại nha anh em ơi kinh kha là con đồng hành rất mạnh chúng ta vẫn giữ lại có hoàng gia hồng liệt thì mình sẽ thay thế cho triệu vân nha đó là thứ tự thay thế rồi khi nào anh em chơi sau này lên đến cấp 120 thì anh em sẽ có con đồng hành Võ Tắc Thiên thì lúc này mình có thể bỏ con Tần Thiên Hoàng đi, thay thế vào con Võ Tắc Thiên nha. Đây là đồng hành 3S nhưng mình vẫn bỏ nha anh em ơi, bởi vì con Võ Tắc Thiên sẽ ngon hơn và vẫn giữ lại Kinh Kha nha, bởi vì Kinh Kha rất mạnh mặc dù chỉ là đồng hành 2S thôi nhưng rất xịn nha anh em ơi. Rồi khi nào mà anh em lên đến cấp từ cấp khoảng 150 đến cấp tông sư á thì chúng ta bỏ con Kinh Kha và chúng ta chơi con Quỷ Cốc Tử nhớ nha kinh kha đến cấp này thì nó sốc đam nhưng mà cấp này chúng ta cần độ trâu hơn nha anh em ơi vậy đó mình sẽ xài quỷ cốc tự để thay thế cho kinh kha ở cấp này đó là thứ tự thay thế mình có ghi chú đây là từ cấp 150 nha rồi những anh em nào mà chơi được đồng hành 4s thì chúng ta sẽ chơi như sau đầu tiên là chúng ta sẽ có con trương tam phong trước và khi trương tam phong xuất hiện rồi thì mình sẽ bỏ quỷ cốc tự đi mình thay cho trương tam phong tiếp tục là con đạt ma đạt ma xuất hiện thì anh em sẽ thay thế cho con hạng vũ ở đây nha rồi con tiếp theo xuất hiện đó chính là con quan vũ thật ra thì quan vũ mình không khuyến khích anh em xài đâu quan vũ tăng cái triệt tiêu sát thương cuối nên thôi mình không xài con đó con tiếp theo là con thành cát tư Hãng thì mình sẽ thay thế cho con hoàng nhan hồng liệt ở đây và vẫn giữ lại con võ tắc thiên để chơi nha anh em ơi một số anh em nào muốn chơi luôn đồng hành 4S, chơi luôn 4 con 4S thì chúng ta gắn con quan vũ thay thế cho võ tắc thiên và thứ tự thì thay thế thì mình đã có liệt kê cho anh em rồi. Như thế này. Nhưng mà nói chung chơi cái bộ 4S đó là đạt ma trương tâm phong thành các tư hãng và kết hợp với võ tắc thiên thì nó sẽ vẫn ok hơn, hiệu quả hơn rất nhiều so với việc anh em chơi con quan vũ chúng ta thay thế võ tắc thiên anh em ạ. À. Đó là cái cách chơi theo cái cảm nhận cá nhân của mình. Rồi tiếp theo mình sẽ qua vấn đề về bí kíp. Bí kíp ở đây thì thật ra nó sẽ có cái giới hạn các cái mốc tăng bí kíp nhất định anh em ạ. À. Ví dụ bí kíp sơ thì khi mà chúng ta mở đến cấp 40 chắc chắn anh em sẽ lên cái quyển này trước rồi. Tại vì anh em muốn lên quyển thất thám cũng không được, không gắn vào được nha anh em không xài được. Đó anh em chú ý giúp mình cái vấn đề này ha. Bí kíp sơ thì mình sẽ lên thứ tự đó là bạch hồng, thất thám, đậu chuyện tinh di, phong quyển Tần vân. Rồi vấn đề bí kíp trung á, thì nó cũng sẽ phải ưu tiên theo từng cấp. Mỗi cấp nó sẽ mở một cái bí kíp trung được tăng cấp. Nhưng mà mình liệt kê ở đây là liệt kê anh em sẽ dồn cái điểm tu vi vào một cái loại bí kíp để chúng ta tăng mắt trước nha. Tại vì không phải lúc nào anh em cũng có đủ điểm tu vi để chúng ta tăng tất cả bốn loại bí kíp ở cái thời điểm chúng ta mới chơi. Bí kíp trung thì anh em sẽ ưu tiên tăng cái quyển phong quyển tàng vân trước. Tiếp đến là thất thám, rồi đến bạch hồng, tiếp tục là đậu chuyển tinh di còn đối với bí kiếp cao thì mình vẫn ưu tiên quyển cái quyển đó là phong quyển tàng vân đến là đậu chuyển tinh di nó sẽ ngược lại tí xíu ha tới bạch hồng quán nhật và cuối cùng là thất thám đó là thứ tự để mình chơi bí kiếp theo thứ tự như thế này và có lẽ mình sẽ nói về vấn đề kế cuối đó chính là tăng cấp kỹ năng cho một phái tiêu giao thức tỉnh với những anh em mà chơi ở các giai đoạn đầu thì chúng ta bị thiếu điểm kỹ năng thì chúng ta hãy bỏ điểm ở kỹ năng đánh thường. Mặc dù kỹ năng đánh thường của Tiêu giao thức tỉnh nó có khả năng sốc đam rất mạnh. Nhưng mà đa số chúng ta chơi tiêu giao thức tỉnh cái việc hồi kỹ năng nó rất lẹ và đa số là anh em sẽ dùng kỹ năng để kết thúc đối thủ. Do đó chúng ta sẽ bỏ điểm kỹ năng ở cái chiêu đánh thường. Chúng ta sẽ tập trung các điểm kỹ năng vào những cái chiêu khác. Và vấn đề cuối cùng à, đó chính là cái cách combo kỹ năng của tiêu giao thức tỉnh có lẽ là mình sẽ quay qua cái phần nhân vật để mình nói về cách combo cho anh em sẽ dễ hình dung hơn tiêu dao thức tỉnh thì mình sẽ combo theo thứ tự như thế này nè ạ một là mình sử dụng cái chiêu bạch hồng quán nhật này để mình áp sát đối thủ sau đó mình sử dụng chiêu lóc lóc được đối thủ lên xong thì mình sẽ dùng chiêu số 1 đó là chiêu thức thám đó đó là cách combo từ xa áp sát mình có thể từ xa áp sát còn hoặc anh em không muốn áp sát thì anh em sử dụng chiêu số 3 chúng ta kéo đối thủ lại về phía của mình sau đó mình sử dụng chiêu số 4, rồi sau đó sử dụng chiêu số 1 và cuối cùng là chiêu số 2. Đó là cách combo thứ hai. Còn nếu như mà anh em treo auto trên thì mình sẽ ship combo như thế này. Treo auto trên thì mình sẽ để cái chiêu bạch hồng lên đến đầu chuyển tinh duy đến chiêu số 4 và chiêu số 1. Nói chung cái combo là chiêu phong nguyễn tàng vân và chiêu thất thám này anh em phải đi chung với nhau một cặp như thế này. Còn hai chiêu này thì mình sẽ linh động mình sử dụng nha anh em ơi. Đó là cái cách combo. Còn nói lại về cái cách tăng điểm cho anh em thì mình sẽ bỏ cái chiêu đánh thường là cái chiêu tiêu giao thương pháp này nha. Mình sẽ dùng điểm vào các kỹ năng chủ động của con tiêu giao. Những cái chiêu hỗ trợ này chắc chắn là anh em phải tăng mắt rồi. Những chiêu hỗ trợ này rất là quan trọng nha anh em ơi. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cho anh em về cái phần 1 của cái video xây dựng cho một phái tiêu giao thức tỉnh. Còn phần 2 này thì mình sẽ hẹn anh em ở cái video tiếp theo nha. Và chắc chắn là mình sẽ ra trong vài ngày sắp tới anh em nhớ đón xem nha anh em ơi. Và nếu như anh em cảm thấy video này hữu ích hãy cho mình xin một like nha và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn anh em rất nhiều.